Kính chào quý khán giả và quý bà con. Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2019, 365 ngày chuyển động sẽ tiếp tục đem đến cho quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Sau đây là điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong số này. Đã giải ngân trên 1.000 tỷ đồng cho nông dân vay tín chấp. Lâm Đồng hướng đến mục tiêu đạt ít nhất 2 sản phẩm OCOP cấp quốc gia và 15 sản phẩm cấp tỉnh. Mùa thứ hai liên tiếp, nhiều diện tích lúa chết chưa rõ nguyên nhân tại Đồng Tháp. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách và Xã hội thông qua hội lên tới trên 1.000 tỷ đồng. Theo đó, thông qua 830 tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Nông dân, Ngân hàng Chính sách và Xã hội cho 31.360 nông hộ vay tiền theo hình thức tín chấp với lãi suất ưu đãi. Nông hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách và Xã hội trả lãi, trả gốc thông qua các tổ vay vốn và tiết kiệm, đồng thời huy động tiền gửi tiết kiệm với số tiền trên 43 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ nợ quá hạn của các nông hộ vay vốn là trên 2,1 tỷ đồng, chiếm 0,23% trên tổng dư nợ ủy thác. Hội Nông dân đang tăng cường giám sát, củng cố hoạt động của các tổ vay vốn và tiết kiệm, giảm tỷ lệ quá hạn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách và Xã hội, đồng thời thu hút thêm thành viên vay vốn, tăng cường phát triển sản xuất kinh doanh. Chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, từ nay đến năm 2019, Lâm Đồng vừa thông qua mục tiêu đạt ít nhất 2 sản phẩm cấp quốc gia và 15 sản phẩm cấp tỉnh. Riêng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh phải đạt tỷ lệ 100% được hướng dẫn, tập huấn khi tham gia chương trình OCOP Lâm Đồng. Theo đó, Lâm Đồng xây dựng 3 mô hình OCOP điểm về sản xuất và cung ứng sản phẩm maca, artiso và cà phê trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà. Đồng thời hỗ trợ xây dựng 3 gian hàng trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, Cảng hàng không Liên Khương. Các sản phẩm OCOP Lâm Đồng phấn đấu đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia và cấp tỉnh nói trên, gồm hạt maca, phúc bồn tử, hoa khô, artiso, hồng sấy gió, cà phê Arabica, hồng sấy dẻo, sầu riêng, bún khô, lụa tơ tằm. Năm 2019, để đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản 4,6% so với năm 2010, huyện Di Linh tích cực nâng 64,5% diện tích cây trồng được chủ động tưới nước, tập trung chuyển đổi đa canh những cây trồng ưu thế trên một diện tích bằng hình thức trồng sen, phá thế độc canh. Đến nay, toàn huyện đã trồng sen được gần 6.000 hecta. Một số loại cây trồng sen đã phát huy rất tốt về ưu thế địa lý, thổ nhưỡng như sầu riêng gần 2.000 hecta, trong đó hơn 40 hecta đã cho sản phẩm, sản lượng đạt trên 8.000 tấn, bơ gần 2.000 hecta, sản lượng trên 2.300 tấn. Cùng đó, các loại cây khác cũng được tích cực thu giống và trồng sen maca hơn 1.000 hecta, hồ tiêu hơn 900 hecta, dâu tằm gần 350 hecta. Thưa quý vị và quý bà con, mô hình trồng sen trong lĩnh vực gieo trồng sản xuất nông nghiệp ở huyện Di Linh đang khẳng định xu thế phù hợp với thực tế địa phương. Liên tục chương trình, mùa thứ hai liên tiếp, nhiều diện tích lúa chết chưa rõ nguyên nhân tại Đồng Tháp. Chuyên mục con số hôm nay, phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Chuyện nhà nông, nghề tay trái nhưng nông dân lại thu về tiền tỷ. Chuyển sang những nội dung phản ánh sản xuất nông nghiệp đáng chú ý tại nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, lúa gieo sạ đã 10 ngày, thế nhưng bị héo rồi chết dần. Đây là tình cảnh chung của hàng chục nông dân đang canh tác tại cánh đồng phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Và thưa quý vị, một điều đáng chú ý thì ở đây là mùa thứ hai liên tiếp, nông dân ở khu vực này bị thiệt hại. Những nông dân bị thiệt hại cho biết, khi ngâm giống, lúa vẫn nảy mầm tốt và khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau khi sạ được 2 đêm thì lúa bắt đầu thâm kim rồi từ từ héo và chết. Một số hộ khác thì mua thêm lúa giống để sạ lại nhưng kết quả vẫn không khả quan. Cái lúa nó không lên thì nó nóng ruột rồi, biết mình làm cách nào để thêm lúa rồi vô mua hết 30 kg lúa nữa, giải dặm vô thêm nữa mà vẫn không lên. Nó là bị ngộ độc chắc đắt hay sao đó mình cũng không biết được.
Điểm đáng chú ý là những thửa ruộng khác trong cùng cánh đồng lại phát triển xanh tốt dù xuống giống cùng ngày và sử dụng cùng loại giống. Điểm khác biệt duy nhất là đường nước tưới tiêu ở bên lúa chết có một đoạn thông với ao xả thải của cụm dân cư phường An Lộc, đường nước tưới còn lại thì chảy xuyên suốt. Hồi trước thì nó cũng bị chết như vậy mà nhưng mà nó đỡ hơn, tức là nó nhẹ. Rồi khi mà lúa mà gần chỗ thì cái cây lúa là nó chết, nó tím, nó chết khô luôn. Ước tính diện tích lúa bị thiệt hại khoảng 12 hecta, toàn bộ nằm trong cánh đồng phường An Lộc. Về lâu dài, ngành chức năng địa phương khuyến khích người dân chuyển sang những loại cây trồng khác do lúa ở đây canh tác kém hiệu quả. Cũng câu chuyện về sản xuất, thưa quý vị và quý bà con, niên vụ vừa qua, phần lớn người trồng mía tại Khánh Hòa thua lỗ, một phần vì giá đường xuống thấp. Nhưng quan trọng là áp lực đè nặng lên người trồng mía ngày một tăng do liên kết với nhà máy gặp nhiều vướng mắc. Điều đáng quan tâm là về phía ngành nông nghiệp, nhiều giải pháp được đưa ra nhưng chưa có hướng tháo gỡ cái gốc của vấn đề. Theo Hội Mía Đường tỉnh Khánh Hòa, vụ mía 2018-2019, năng suất mía toàn tỉnh chỉ đạt từ 35 đến 40 tấn trên 1 hecta, mức thấp nhất trong 2 đến 3 năm trở lại đây, năng suất không cao, trữ đường giảm, giá thu mua mía của nhà máy cũng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình chỉ đạt khoảng 700.000 đồng một tấn mía, 10 trữ đường, lúc cao điểm. Áp lực về kinh tế càng đè nặng lên nông dân, trong khi các chi phí về công thu hoạch, vận chuyển đều tăng theo từng năm. Vụ này, trung bình mỗi hộ thu về từ 20 đến 25 triệu đồng trên 1 hecta mía. May mắn là huề vốn, còn phần đông là thua lỗ. 1 hecta 40 tấn, mà với giá mía mà 620 đi, được 25 triệu hết à. 1 hecta là thu hoạch là hết 7 triệu 2. Cộng với tiền băm, tiền bo, bốc xếp đồ này nọ, 1 triệu thì tiền công xịt thuốc, rồi công làm cỏ, rồi tiền phân, bón. Thì nói chung là nếu mà may lắm thì huề vốn. Bên cạnh đó, liên kết giữa nông dân và nhà máy cũng có nhiều vướng mắc, chủ yếu là khâu xác định trữ đường, tạp chất. Khó khăn là thấy rõ, nhưng để tháo gỡ thì không phải dễ dàng. Được biết, diện tích mía vụ năm 2018-2019, toàn tỉnh Khánh Hòa đạt gần 18.000 hecta, giảm so với niên vụ trước. Ở nhiều vùng mía nguyên liệu, bà con đã chuyển đổi từ 20 đến 30%, số ít thì bỏ vụ, không chăm sóc. Khó khăn đối với ngành mía đường sẽ ngày càng tăng cao khi thời gian các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Do đó, các giải pháp phù hợp hơn cần sớm được xây dựng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, sẽ phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Thưa quý vị và quý bà con, đây là nội dung thuộc Nghị định 42/2019 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản vừa được Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019. Theo đó, sẽ phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với chủ tàu cá không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác trong vùng biển Việt Nam. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với chủ tàu cá vi phạm nhiều lần. Đặc biệt, phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác trong vùng biển Việt Nam, khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá, khu vực mà không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn. Tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn. Bên cạnh đó, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung gồm tịch thu thủy sản khai thác, tịch thu tàu cá, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định. Quý vị và quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình thông tin tổng hợp chuyên về nông nghiệp. Và nội dung tiếp theo, xin mời quý vị và quý bà con cùng đến với chuyên mục Chuyện nhà nông. Thưa quý vị và bà con, từ đầu năm đến nay, giá dê hơi và dê giống luôn tăng và ổn định ở mức cao. Dê tăng giá giúp nông dân có thu nhập cao, ổn định được cuộc sống. Cũng từ đó, nhiều hộ dân ở các tỉnh miền Tây đã và đang tiếp tục xây dựng chuồng trại để tăng đàn. Dê là loài vật dễ nuôi, háo ăn và ăn được nhiều loại cây cỏ. Chính vì thế, dê được xem là cứu cánh cho những hộ nghèo thoát nghèo và cơ hội để nông dân khá vươn lên làm giàu. Trong nhiều năm qua, đàn dê trong tỉnh luôn phát triển ổn định. Nhiều hộ đã phát triển nuôi dê trang trại với hàng trăm con, thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Trước đây, bà con nông dân nuôi giống dê Bắc Kinh, Bách Thảo, dê mặt sọc. Trong những năm qua, nguồn nuôi dê đã chuyển dần sang giống bo. Đây là giống dê có trọng lượng lớn, tỷ lệ thịt cao, dễ nuôi. Rồi từ hôm đầu năm tới nay thì coi như cái giá dê đột biến nó như là gần như là sốt á.
thì coi như giá dê lên, hiện nay là cái số lượng đàn dê là nó cũng phải tăng theo. Do đó cái lượng dê giống hiện nay thì coi như người ta trong dân là rất cần. Nuôi dê phát triển rất mạnh ở xã Lương Quế, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hiện toàn xã có tổng đàn trên 2.000 con với trên 50% số hộ dân nuôi dê. Hầu hết bà con đã chuyển sang nuôi giống dê bò. Anh Huỳnh Hoàng Quân, một trong những người nuôi dê lâu năm cho biết, mọi năm từ sau Tết Nguyên Đán, thời tiết vào mùa khô, giá dê thịt và dê giống đều có xu hướng giảm. Nhưng năm nay sau Tết, giá dê thịt và dê giống liên tục tăng. Cái giá dê hiện nay thì là theo tôi thấy là cao nhất từ trước tới nay, từ hồi nay tôi nuôi dê khoảng 20 năm rồi. Chứ trung bình hồi theo hồi xưa thì 100, 101, 102 là dữ rồi, mà năm nay là nó lên tới 130, 135. Có nhiều khi dê đẹp nó hốt khoảng 140, 150 luôn cũng được. Cái giá mà lên thất thường như vậy thì cũng có khả năng là nó sẽ rớt xuống thất thường, chứ cũng đâu biết được. Thì theo cái thị trường mà nó biến động mà coi như hả cung vượt cầu nó thì nó sẽ sụt xuống thôi. Trước tình hình giá dê tăng cao, nhiều nông dân đã và đang nuôi cũng như nhiều hộ khác đều muốn xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô và tăng dần. Thưa quý vị và quý bà con, với mức giá hấp dẫn như trên thì việc tăng đàn là không tránh khỏi. Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm từ việc tăng đàn ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu, khi đó giá dê sẽ xuống thấp. Chính vì thế bà con cần bình tĩnh, không vội vàng tăng đàn. Thưa quý bà con, câu chuyện tiếp theo đây, xin mời quý bà con cùng trở lại với vùng đất Lâm Đồng để đến tham quan một mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế rất cao. Nhà nông Đặng Văn Oanh ở thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà bắt đầu nổi tiếng 2 năm trở lại đây với nghề tay trái, nhưng lại là nguồn thu nhập chính của gia đình trong những năm gần đây, nghề trồng phong lan rừng. Hơn 10 năm trước, với niềm đam mê lan rừng, anh đã dày công sưu tập và chăm bón nhiều chủng loại lan khác nhau. Lúc đó chỉ là sưu tập để chơi. Dần dà, khi nhu cầu cộng đồng ngày càng tăng, anh đã tạo nên khu vườn rộng gần 1.000 m² chuyên trồng và nhân giống phong lan. Hiện nay, trong khu vườn lan của anh Đặng Văn Oanh đã có 4 giàn với hơn 6.000 giò lan, khoảng 300 loài. Tổng giá trị vườn lan lên đến từ 4 đến 5 tỷ đồng. Trong đó có những giống lan rừng quý hiếm như lan hồng mỹ nhân với giá lên đến 80 triệu đồng một giò, giả hạt trắng Di Linh trị giá lên đến 50 triệu đồng một giò. Lan anh trồng thường có giá dao động từ 3 đến 5 triệu đồng một giò. Làm cái này cũng thấy nó hiệu quả cũng được. Lan rừng này, giờ bữa nay thì người ta đa số lại chơi lan rừng nhiều, mình lại thấy làm được thì mình lại mở rộng diện tích ra để làm. Để có những giò lan đẹp, ưng ý, chăm sóc và nhân giống được những loài quý hiếm, anh đã phải tìm hiểu cặn kẽ đặc tính của loài thì mới có thể thuần dưỡng và trồng cây phát triển tốt. Hoa lan được nuôi dưỡng và chăm sóc thông qua nhà lưới, hệ thống phun sương, giống hầu như hoàn toàn với điều kiện trong rừng. Hiểu về cây lan này, mình chăm sóc nó thì nó cũng dễ thôi. Thì chưa biết thì cứ để nắng, để nó nhiều nước quá thì nó lại sinh ra nhiều bệnh. Mà để khô quá thì cây lan nó lại còi, nó không phát triển được. Cái sức sống của nó làm sao thì mình cứ áp dụng vào là mình lợi là mình làm. Nó đang phát triển cây con ấy, thì mình cứ phải để ý cái bệnh tật của nó, thì bệnh nào thì mình mua thuốc mình phun. Đúng thuốc thì nó cũng khỏi. Mô hình thuần dưỡng lan rừng của gia đình anh Đặng Văn Oanh là một mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, có hiệu quả kinh tế, là hướng đi mới mà nhiều nông dân trong vùng cũng đã học hỏi và phát triển. Cái mô hình nuôi lan này thì cái tạo công ăn việc làm nhàn rỗi của bà con nhân dân cũng là một trong những cái thu nhập chính của các hộ dân này, tạo điều kiện cho công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Trồng lan theo anh chỉ chiếm một khoảng thời gian nhỏ, còn lại anh vẫn canh tác hơn 1,5 hectare cà phê, gọi là nghề tay trái, nhưng mỗi năm vườn phong lan này mang về cho gia đình anh khoản thu nhập vài trăm triệu đồng. Không chỉ phát triển kênh bán hàng truyền thống, anh còn có kênh bán online trên mạng xã hội và được nhiều người tin tưởng. Hiện nay, vườn lan của anh Oanh là địa chỉ quen thuộc trên mạng xã hội của những người yêu chơi lan và muốn tìm mua lan rừng. Kính thưa quý vị và bà con, những mô hình sản xuất đáng chú ý vừa rồi được giới thiệu trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin về cho chương trình, vui lòng gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc cũng có thể gọi điện về số 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.